Đây là Diệp Băng Đình, 34 tuổi ở phường 14 quận 10 và Lê Minh Tuấn, 27 tuổi ở phường 15 quận 10, vừa bị tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho công an phường 14 quận 10 điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2014, tổ tuần tra thấy Tuấn chở Đình trên xe Mio biển số 61T30478 có biểu hiện nghi vấn, liền kiểm tra hành chính. Tại vị trí trước nhà 224/44 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, các trinh sát đặc nhiệm kiểm tra phát hiện trong túi quần của Đình có một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể nghi ma túy đá, có kích thước lớn hơn điện thoại iPhone 4. Trên người Đình và Tuấn có một điện thoại iPhone 4 và 3 điện thoại di động khác. Ngay sau đó, Đình, Tuấn cùng tăng vật phương tiện được đưa về công an phường 14, quận 10 bàn giao xử lý theo chức năng. Tại cơ quan công an, bước đầu Đình và Tuấn khai nhận điều nghiện ma túy và chưa có tiền án tiền sự.